Quý vị thân mến, trong thời gian gần đây thì với việc Mitsubishi ra mắt Attray 2020, nhiều người đã đưa ra câu hỏi liệu trong cùng phân khúc thì Attray 2020 của Mitsubishi hay là Soluto của nhà Kia, chiếc xe nào sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn? Trong phóng sự xe 360 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một bài so sánh nhỏ về hai mẫu xe này để xem chỉ chênh lệch nhau đúng 5 triệu đồng, cặp kỳ phùng địch thủ này sẽ có những ưu và nhược điểm gì đáng quan tâm nhé. Đầu tiên về tổng quan thì Mitsubishi Attray và Kia Soluto đều thuộc phân khúc sedan hạng B, có thiết kế trẻ trung, bắt mắt và có giá bán hấp dẫn. Mức giá của hai mẫu xe này là gần như tương đương nhau. Hiện tại Kia Soluto 2019 có giá bán là 455 triệu đồng với phiên bản cao cấp nhất là AT Deluxe. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp nhất của Attray 2020 với hộp số tự động vô cấp CVT là 460 triệu đồng. Một điểm khác biệt cũng đáng chú ý đó chính là chiếc Attray 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, còn Soluto thì được lắp ráp tại Việt Nam. Với những yếu tố tổng quan như vậy thì chưa đủ để khẳng định ai hơn ai, vậy hãy cùng đi đến những so sánh chi tiết hơn. Ngoại thất, chỉ một vài tháng trước thì ngoại hình cũ của Attray có phần lép vế với Soluto, nhưng nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đã giúp cho phiên bản 2020 của Attray có diện mạo mới, hiện đại và nam tính. Nhìn chung thì cả Attray và Soluto đều có sự cải thiện về ngoại hình theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn. Tuy nhiên nếu xét về trang bị ngoại thất thì đại diện nước Nhật lại có sự vượt trội hơn về sự hiện đại khi gần như là toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của Attray sử dụng công nghệ LED, giúp chiếu sáng tốt, tiết kiệm điện và thẩm mỹ hơn. Thêm nữa là gương chiếu hậu chỉnh điện và có khả năng gập tự động. Trong khi đó, đèn pha, đèn hậu và đèn sương mù của Kia Soluto chỉ là halogen. Kích thước mâm xe của Attray cũng lớn hơn, tạo dáng vẻ bề thế, cứng cắc hơn so với đối thủ. Nhìn vào thông số trên màn hình thì ta có thể thấy hai mẫu xe này gần như là có kích thước tương đồng nhau. Điểm khác là khoảng sáng gầm của Attray cao hơn 20mm. Trọng lượng xe chỉ ở mức 905kg, nhẹ hơn nhiều so với đối thủ. Điều này giúp cho xe nhà Mitsubishi vận hành linh hoạt hơn và giảm lượng tiêu hao nhiên liệu hơn so với đại diện của Kia. Nội thất. Khoang nội thất của Kia Soluto và Mitsubishi Attray đều có thiết kế trẻ trung, phù hợp với thị hiếu của khách hàng trẻ. Là những mẫu xe thuộc phân khúc bình dân dưới 500 triệu, cả hai mẫu xe đều sở hữu một loạt các trang bị ở mức đủ dùng nhưng vẫn hiện đại như là vô lăng tích hợp các nút bấm đa chức năng, ghế ngồi bọc da, màn hình cho hệ thống thông tin giải trí kích thước 7 inch. Một số điểm khác là Attray thì có hệ thống điều hòa tự động và có thêm tính năng khởi động bằng nút bấm. Trong khi đó, Soluto có hệ thống âm thanh 6 loa, nhiều hơn so với 4 loa của đối thủ, giúp trải nghiệm giải trí tốt hơn. Soluto có trục cơ sở nhỉnh hơn so với Attray. Tuy nhiên, điều này lại chỉ giúp cho mẫu xe hàng có khoảng đặt chân ở hàng ghế trước tốt hơn đối thủ chỉ 4mm, nhưng lại lép vế hoàn toàn ở hàng ghế sau, với khoảng đặt chân ghế sau ở chỉ mức là 856mm, nhỏ hơn nhiều so với mức 944mm của Attray. Như vậy, chiều dài cơ sở không hẳn đã phản ánh sự rộng rãi của nội thất của từng chiếc xe, mà mỗi hãng xe sẽ có những cách riêng để có thể tối ưu không gian. May mắn thay, Soluto đã gỡ gạc với khoang hành lý lớn hơn với thể tích là 475 lít, nhiều hơn 25 lít so với Attray. Động cơ và vận hành. Mitsubishi Attray 2020 trang bị động cơ 1.2 lít MiVec, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng một phút, mô men xoắn cực đại là 100 Nm tại 4.000 vòng một phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động vô cấp CVT, trong khi đó thì Kia Soluto có vẻ mạnh mẽ hơn khi được trang bị động cơ 1.4 lít, công suất 95 mã lực tại 6.000 vòng một phút, mô men xoắn cực đại là 132 Nm tại 4.000 vòng một phút. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Tuy vậy, nếu nhìn vào các thông số liên quan khác như là tỷ lệ công suất máy trên trọng lượng xe, chưa hẳn khả năng vận hành của Attray sẽ kém hơn Soluto do có trọng lượng xe nhỏ hơn đáng kể. Đặc biệt nữa là động cơ Mitsubishi có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ở mức 5,36 lít xăng cho mỗi 100 km đường hỗn hợp, trong khi đó Soluto cần 6,11 lít. Cả hai đều có nhiều trang bị an toàn như là phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh, camera lùi, ga tự động, hai túi khí, vân vân. Riêng Soluto thì có một số trang bị nổi trội hơn, đó chính là hệ thống cân bằng điện tử, tính năng đề nổ từ xa và cảm biến lùi ở đuôi xe. Bù lại, Mitsubishi Attray lại có nền tảng khung gầm Rise tiên tiến với tỷ lệ thép cường lực và thép siêu cường lực ở mức cao, mang lại khả năng bảo vệ hành khách tối đa nhưng vẫn tối ưu trọng lượng. Nhìn chung, Mitsubishi Attray và Kia Soluto xứng đáng là những mẫu xe đáng mua nhất trong phân khúc xe dưới 500 triệu đồng. Nếu như Mitsubishi Attray có ưu thế về khoang nội thất tiện nghi và công nghệ hiện đại, thì Kia Soluto lại sở hữu khối động cơ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cả hai mẫu xe đều thích hợp cho những người mua xe phục vụ nhu cầu gia đình hoặc mua để sử dụng cho mục đích chạy dịch vụ.